mặt tiền rất là rộng. À, nó ở phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Nhà rất là mát, thoáng. Đây các bạn có thể thấy là phòng khách này. Trong đây là có một phòng ngủ này, hai phòng ngủ, rất là thoáng. Đây là phòng sinh hoạt chung, phòng ăn. Đây là phòng bếp, nhà vệ sinh và sân vườn hông, khu rửa các kiểu. Sang đây là một cái gian, một cái căn nhà thứ hai, nó kế bên căn nhà này, là nó chung vào một căn nhà. Thêm để có thêm một phòng ngủ nữa và một phòng khách. Đây là đấy, sân bàn đá. Đây còn có thêm một cái khoảng đất để mình trồng rau hay là mình trang trí. À, các anh chị quan tâm thì liên hệ với số điện thoại 0937105887. Nhà cấp 4 ở phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. À, nhà rất là thoáng mát, đẹp.